Thưa quý vị, đúng 8 giờ sáng nay, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Giang năm 2020 chính thức bắt đầu tại địa chỉ http://thitructuyen.bacgiang.gov.vn. Đây là năm đầu tiên tỉnh Bắc Giang tổ chức cuộc thi này. Cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về cải cách kiểm soát thủ tục hành chính, cách thức sử dụng và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công đến cán bộ công chức viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ. Ngay trong ngày đầu tiên diễn ra, cuộc thi đã thu hút đông đảo các đối tượng tham gia. Trước giờ chính thức diễn ra cuộc thi tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Giang năm 2020, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức lễ phát động, thu hút sự tham gia đông đảo của lực lượng đoàn viên thanh niên. Với hơn 480.000 thanh niên hiện nay, đây là lực lượng đông đảo trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, việc triển khai phát động và hưởng ứng tham gia cuộc thi này được tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cấp bộ đoàn nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Tỉnh đoàn triển khai trên tất cả các cấp bộ đoàn hoạt động là triển khai và hưởng ứng cuộc thi. Qua những cái hoạt động tập trung như thế này, chúng tôi muốn là tuyên truyền đến các bạn đoàn viên thanh niên về cuộc thi, hướng dẫn cho các bạn ấy về cách thức tham gia và tổ chức cuộc thi, từ đó là lan tỏa đến đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh. Bộ đề tham gia câu hỏi cuộc thi tìm hiểu cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bắc Giang năm 2020 thì rất là gần gũi, những câu hỏi thì dễ trả lời và dễ hiểu. Và sau cuộc thi này thì tôi sẽ tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền cho đồng chí đồng đội và bà con nhân dân cùng tham gia cái cuộc thi để nâng cao hơn nữa cái chất lượng về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến ở tỉnh Bắc Giang. Cuộc thi được phát động bắt đầu từ 8 giờ ngày 15 tháng 9 đến 8 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2020. Đối tượng tham gia là cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh, đủ từ 15 tuổi trở lên. Trong đó cán bộ công chức viên chức là đối tượng bắt buộc. Qua cái cuộc thi này cũng như các câu hỏi thì mình thấy là sẽ nâng cao cái trình độ hiểu biết của cán bộ công chức. Đòi hỏi mỗi cán bộ công chức khi nạp bài thì cũng phải tiếp tục tìm hiểu, nâng cao thêm cái chuyên môn nghiệp vụ cũng như cái kiến thức hiểu biết về cái công tác cải cách hành chính cũng như cái dịch vụ công của trung ương, của tỉnh cũng như thành phố đang triển khai. Tôi hy vọng rằng là cái cuộc thi này sẽ có cái sự lan tỏa rất là lớn, giúp cho mọi người dân doanh nghiệp có thể tiếp cận được cái quy định về thủ tục hành chính, cũng như là biết đến các dịch vụ công và cái cổng dịch vụ công mà tỉnh đã cung cấp để có thể thời gian tới là thuận lợi hơn trong cái việc đăng ký, khai báo và nộp hồ sơ trực tuyến gửi đến các cơ quan hành chính nhà nước để được giải quyết. Lần đầu tiên, tỉnh Bắc Giang tổ chức sâu rộng cuộc thi theo hình thức trực tuyến về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến. Qua đó cho thấy sự quyết tâm và nỗ lực của tỉnh trong việc tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới. Địa chỉ cư trú thì chúng ta có thể là